Hôm nay thả ra cho nó gấp luôn để xào nó qua nước. Để cho nó dậy. Hay dữ vậy. Hello. Xin chào các bạn yêu thú cưng nha. Thì hôm nay kênh cúng bánh tre mình quay cho cái nhà cái cặp tập chuẩn con khách gửi cả nhà. Chán quá trời ơi. Hai ba cần những thứ đã luôn. Nè. Hôm qua thì khách gửi, hôm nay cũng 2 tuần nữa. Khách nhầm tới khoảng 2 tuần ngày hôm nay. Hôm qua được một lần. Hôm nay thả ra cho nó gấp luôn để sợ nó qua nước. Để cho nó giãn ngang. Rồi được rồi. Đứng quá trời. Chắc giờ này 2 tuần này xác định này quá sớm. Rồi con này nó gần gần dính rồi. Hay dữ vậy. Xong luôn rồi. Xong rồi con này. Mày múa à. Rồi. Sao. Hay vậy. Lâu ghê. Dỗ quá cô Lực. Hôm nay lâu quá hả? Hôm nay cả gần 2 tuần rồi. Nên chưa có. Nay mới có lại với con cô khách. Con cỏ hả? Con cỏ hả?
Con này em Phương Ngọc Vũ, con cái tắt gửi nay 2 tuần nay mới được mình ghê, tưởng đâu không có luôn rồi chứ, tưởng đâu bị bệnh gì vậy chứ. Chiều thời tiết cũng nắng nhẹ, hôm qua cũng sớm khoảng 3 giờ, bình thường thì trời nắng này mình ít cho nó giao lưu, nhưng mà hôm nay sợ chiều mưa với thời tiết cái tiết cũng nát nên mình cho nó làm sớm. Ôi trời đẹp ghê. Chào cả nhà nha, chào cả nhà yêu cúng, yêu cú cưng. Thì buổi chiều tối hôm nay tiếp tục là một cái con lạp xưởng lon sô cô la cắt gửi đây nè, vừa gửi thử đi cho nó thế nào. Cái này thì mình để trong phần trong cho con canxi si. À con cà phê sữa nữa để xem thế nào nha, coi coi được chưa. Tình hình nó cười cười chứ không đứng này đâu, cho nó giỡn xíu. Con này đẹp ghê cả nha, uống nu luôn lon sô cô la, hiện tại đang rất là hot. Trời ơi, nó nhè đang ra nó cười nha mọi người. Nó cười chứ rồi sao. Cái con này nó ăn tí xíu, ôi nó nhè đang lên. Chưa, vậy là con này có thể là chưa. Nhưng mà nó vẫn giỡn tí xíu à, chưa à. Ôi, đâu à. Dạ, chị đứng đó, chị qua đó. Đó, cái hai con màu đọc chiêu không? Cái con màu đẹp quá không? Nghe gần ra cười quá lắm rồi. Cái con này nó nhàn mình, nó ghét quen này nên bây giờ mình gặp bài nhiều con nên bây giờ mình phải cử thế cử chứ không được. Được không được thì bắt con hero vô đây đứng chút xíu nữa coi được không. Rồi cần bơm rồi. Thầm ta đó. Thầm ta là có thể được hả? Thầm nó là cắn lộn.
sô-cô-la nó thịt kìa. Cái này làm quen với bếp này. Tướng đã kìa. Màu cũng sáng. Mãng lon cũng to đẹp. Kỳ ha. Kìm nãy giờ gần 10 phút xong rồi. Mất kìm ha. Con này nó gì? Nó khó ấy. Này mà cũng nù. Ủa đã ghê, đúng là lập sử. Cũng vừa mới ha. Đã ghê. Cũng vừa mới tới nên cũng rồi xong thứ hai chiều cũng được hai cặp buổi tối ta chơi xong cặp thứ nhất rồi ôm trả chủ mày coi đâu rồi. Đây hoài ha. Học ơi. Qua ôm cháu vậy. Con này. Con này đập phải mất để ra con được không? Cặp này hay đã. Con được hay tơi. Con cái già. Hả? Rồi ôm về đi. Về nè. Đó là bông bạch xỉu mới đúng. Cái màu cà phê xỉu. Ủa, ngon mà. Quên, sư tử mà cần gì. Cần hai con dơ, cái sư tử nó đẹp mày. Này, sư tử này. Này, ra lông mất cười ha. Trời ơi, được chăm sóc kỹ quá ha. Vô chăm sóc kỹ quá. Trời ơi, đấm vô tới. Em nhỏ đừng chọc nó. Nó sợ. À, chị em con bông. Nó tư nghiệp nó nhé. Nè, nè, con bông nhé. Con cũng bông nữa. Hình như giờ sao? Vô đi. Sáng giờ chứ. Ủa, sáng giờ hả? Ừ. Sáng giờ chưa bố á. Mà nay cũng ấy là ba mấy ngày rồi. Khỏi bố cũng được. Phải con đâu. Con hai con. Ủa, hai. Cái mặt đúng rồi.